bữa là nó sốt liên tục 3 ngày. Xong rồi mẹ không biết, mẹ đưa lên Di Đồng 2 trên đây nè chị. Xong rồi đi vô Di Đồng 2 thì kiểm tra thì người ta nói bị nhiễm trùng máu quá nặng đi, cho nhập viện luôn. Thì xong rồi cũng về cái chị Châu vô công ty nè. Chị Châu mới lấy Paraguay về cho em nó uống. Với lại nhịp lục có thì uống cũng thường xuyên lắm. Ngày nào đi học nó cũng đem nhịp lục cho nó uống. Rồi sáng sớm thì nó uống 2 viên Paraguay. Thì bây giờ sau hết được một hộp Paraguay thì đi kiểm tra lại thì bác sĩ bảo là trở lại bình thường rồi, nó không có còn bị nhiễm trùng nữa. Thì môi em ngày xưa môi nó tím luôn, nó tím hẳn như này luôn này chị, mà bây giờ nó học. Nó bao nhiêu tuổi em? Nó 13 tuổi chị. 13 tuổi. Học lớp 13 tuổi và bị nhiễm trùng máu. Và đã cũng hoàn toàn hết nhiễm trùng máu sau hai hộp Paraguay à? Chưa hết hai. Chưa hết hai hộp và một là vào diệp lục đúng không? Em thấy quyển đó. Em hậu giang.